sống tròn niềm vui cho đến phút giây sau cùng, cam lòng thân con gánh bao phiền tòa đại thương đau, hiểu thân gian dần nghe lời con lòng đau. Tám ơi, bấy lâu nay con cô nuốt nước mắt vào lòng hứng chịu những tủi nhục đắng cay, chỉ vì muốn cho ba con được trọn vui cùng con trẻ. Ước nguyện của ba con là được nhìn thấy con dâu cùng cháu nội trước khi xuôi tay nhắm mắt theo mẹ con về coi xa. Bốn phận làm con nào dám đau khổ lòng đận sanh thành, những lúc đói lòng trước những trận đòn sương mai.